Đây về rồi. Thôi, cũng bẩn đấy. Cái bẩn đấy là cái gì để được kia? Để làm gì? Rửa rau. Rửa luôn đấy mà. Rửa luôn đấy đi, không tách ra một bên, hai bên. Em biết rồi, nhưng mà đựng ấy. Đựng á? Ừ. Đựng vào cái này luôn, tí cầm sang bên kia. Đựng vào chậu á? Ừ. Tí cầm sang bên kia luôn đúng không? Vất vào đây này, tí đổ luôn. Nắm bọ nhỉ? Thế hôm trước mẹ ti ti rửa, ủi sợ thế. Không, kia nó có. Có, anh phải rửa lại mà. Bà ấy bị đau tay. Hả? À? Nói chả nghe đéo gì. Thua. Thua rồi à? Ừ. Vãi. Để xem này. Để xem thua chưa, xem này. Lấy em một cái âu ra đây cho nha. Cái gì âu là cái gì? Cái ba ô tô ấy. À. Anh em mình thua à? Đâu mua. Mua. Đâu? Ít mẹ bú được bát cơ mà. Còn nước rửa bát đâu đâu? Anh em mình thắng. Đi không rửa bát. Thì giá thôi. Thôi. Thôi đéo thì tí mẹ. Tí giá cho em mua quán nào. Anh em mình thắng đấy nha. Ăn đồ cầm lấy cái bát. Cái túi rửa bát cũng phải lời. Rửa bằng tay cũng được, bằng cái rẻ cũng được. Nước rửa bát chưa có. Nước rửa bát anh mua rồi. Anh thì sáng nay quên không ấy mà. Cái búi thì làm gì? Búi, cái búi thì...